Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Liên Tô Sài Gòn TV. Trong tiết mục sức khỏe và đời sống ngày hôm nay, tôi có những cái câu hỏi sẽ đặt cho bác sĩ Lê Đức Xuân Tô. Cái đề tài nói chuyện ngày hôm nay rất là đặc biệt dành cho những cái gia đình trẻ mà mới có con, một hai đứa đầu và có những cái vấn đề khó khăn về vấn đề ăn uống cho con cái mình. Thì ngày hôm nay bác sĩ Lê Đức Xuân Tô là bác sĩ nhi khoa, đã chuyên chữa trị em bé đã ba mươi mấy năm nay rồi thì chắc nhiều kinh nghiệm lắm. Và cũng tự tay bác sĩ Xuân Tô cũng đã nuôi được bao nhiêu đứa? Một đàn con. Một đàn con, bốn đứa, cho nên cũng lại thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Bây giờ như thế này, chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh, xin chào quý vị khán thính giả của Đài Liên Tô Sài Gòn TV. Cái vấn đề mà khi những cái cha mẹ mới sanh con nó còn trẻ thì người ta hơi lúng túng. Dĩ nhiên là ở nhà về mà nếu mà mẹ có sữa thì cho bú sữa mẹ thì nó quá dễ rồi. Lúc nào cái nguồn sữa mẹ nó cũng tốt lắm. Nhưng mà tới lúc nào nó cũng phải cạn đi. Rồi xong rồi nói, ủa như vậy thì bây giờ cho con mình bú thì sao? Bú cũng được, rồi nó bú cũng ổn, không sao hết. Bú gì? Bú sữa đó. Bú sữa bình. Rồi xong rồi tới cái giai đoạn không lý bú hoài thì phải cho nó ăn. Như vậy thì cái lúc nào mới bắt đầu cho em bé ăn, ăn như thế nào? Không lý đưa cái bánh chưng ăn liền thì nhiên là không được. Nhưng mà theo bác sĩ Xuân Tô nghĩ chắc phải có những cái từng cái giai đoạn một, phải không? Chứ là phải trước khi mình chạy là mình phải bò, rồi mình đứng dậy, mình ngồi, mình đi, rồi mình mới chạy. Thì vấn đề ăn uống chắc nó cũng phải giống như vậy, phải không? Bác sĩ Trường Sinh nói đúng. Thì hồi đó trong những cái đề tài hội nghị trước, các bác sĩ Xuân Tô có nói chuyện với quý vị đó, là mình bắt đầu cho em bé ăn là dĩ nhiên là khi mới sanh ra là bú sữa mẹ, rồi hoặc là bú sữa bình tùy theo cái tình trạng của người mẹ. Nhưng mà bú sữa mẹ hay bú sữa bình thì nó liên tục cho đến 12 tháng. Sau 12 tháng thì sẽ chuyển qua cái sữa bình, mà sữa mà hô miêu, cái sữa mà ở trong cái bình ga lông á. Rồi sau đó là tiếp tục vẫn uống sữa ga lông. Nhưng mà khi lúc nào mình cho ăn, người ta không có cho ăn sớm lắm. Ví dụ như là trước 4 tháng không có cho ăn, tại vì ăn sớm quá, cái bao tử em bé nó chưa chịu được, và cái ruột nó chưa chịu được, nó bị xoắn đi thì nó không có tốt. Và khi sớm quá nó cũng có thể nó tạo những cái allergy. Cho nên người ta thường á, những bác sĩ nhi khoa thường khuyên á, là mình cho ăn lúc em bé được 4 tháng. Mà phải nhớ đó là khi những cái căn bản là một thức ăn mới một tuần. Tại sao? Tại vì thí dụ như mình cho 2-3 thức ăn mới một lần, rồi em bé nó bị dị ứng. Giờ những thức ăn đó mình không, giờ nó nổi ra cái trên người rồi mình đâu có biết thức ăn nào nó bị dị ứng. Cho nên một thức ăn mới một tuần rồi mình theo dõi coi có những cái dị ứng gì không. Thì những dị ứng thí dụ như là ói mửa, tiêu chảy hay là nổi gì trên người thì mình biết nó dị ứng thì mình không cho ăn thức ăn đó và qua một thức ăn mới. Và khi mà những cái nguyên tắc của cho em bé mà mới bắt đầu ăn á, mình phải tập từ hồi nhỏ để cho lớn nó không có bị khó khăn ăn uống. Thì mình tập á, là mình mỗi một thức ăn mới một tuần. Sau đó đó mình phải nhớ là chuyện số 2 là không có bỏ đường ở vô thức ăn, không có bỏ muối vô thức ăn và không có bỏ mật ong vô thức ăn. Cái đường mà cho ăn sớm quá, vì sao em bé nó thích đường, nó dễ ăn đồ mà đường nhiều, đồ fast food mà có đường, hay là nó dễ bị tiểu đường, vì sao lớn. Muối nhiều, lúc muối mà hồi lúc nhỏ đó, vì sao nó thích cái vị mặn đó, cho nên ăn cái gì nó cũng bỏ muối vô, nó cái gì nó cũng phải ăn mặn thì nó dễ bị cao áp huyết. Số 3 là không có cho mật ong cho em bé dưới 1 tuổi, tại vì cái mật ong á, nó làm cho ở bên này nó có cái mật ong mà nó tươi, cái raw là nó chưa có được lọc á. Nó có những con vi trùng rất là nặng, nó làm cho em bé nó bị tê liệt và nó có thể nó đưa đến cái chết. Thì đó là những cái căn bản người ta nói là cho những thức ăn là không có bỏ những cái thứ đó. Và khi cho em bé nó ăn, dù quý vị biết là em bé khi nó đầu nó chưa có răng thì cái gì cũng phải tán nhuyễn. Còn khi bắt đầu có răng thì có cho những thức ăn mà nó mềm nhưng mà nó không có được cứng. Thí dụ như cái gì có hột, ví dụ như 2-3 tuổi mình không có cho ăn được cái như là dưa hấu mà có hột, hay là hột nhãn, hay là cái gì mà nó có hột không nên ăn, tại em nó có thể nó bị chốt, nó mắc nghẹn nó vô trong cái phổi. Rồi có những cái thức ăn thí dụ như là mấy cái mà Vienna sausage đó, nó có cái thước của một cái sausage nó bằng cái khí quản, cái thực quản, nó bằng cái cũng như là cái khí quản á, cái trachea, khi em bé nó ăn lẹo nó chốt, nó vô khí quản nó nghẹt rồi là lúc đó là nó thở không được. Đó những cái là mình cử, ví dụ như là, nhưng mà trái nho đó,
nguyên hết để cho nho. Đôi khi mình lột cho nho cho em bé ăn, nhưng mà quý vị thấy cái nho, cái hình của nó hình hình oval là như thế, nhưng mà nó cái khi mà nó nuốt lẹ quá, nó chốt vô, nó vô trong cái cuốn phổi, vô trong cái khí quản, nó nghẹt thở, cho nên cái đó không được. Tôi có nói mỗi tuần cho ăn một món thì mình ra tiệm mình mua baby food được không? Nhiều baby food rồi nó là mùi apple, rồi mùi cà rốt, rồi mùi bí rợ, chứ đâu bắt buộc phải nấu ở nhà. Nó có hai cách, tới những người nào có cách nó giản tiện thì mình có thể mình mua ở ngoài. Thì đầu tiên mình ăn là cereal, đầu tiên mình nên ăn cái gì, cái ngũ cốc trước, sau đó ăn trái cây, sau đó ăn rau cải, và cuối cùng mới ăn thịt. Tại thịt nó lâu tiêu hơn, nhưng mà cũng phải đợi tới 9-10 tháng mới cho em bé nó ăn mấy cái mà như là trứng nè, rồi cheese nè, rồi da ua của người lớn nè, rồi cam nè, rồi là beets là gì, trái củ dền nè, với lại rau dền. Mấy cái đó không có cho nên ăn trước 10 tháng, 9 tháng, quý vị phải nhớ cái đó. Tại vì thấy có nhiều cha mẹ hay nấu mấy cái củ dền sớm không tốt, nó không có tốt cho cái thận. Thì nãy bác sĩ Trường Sinh nói đó, thì cứ mỗi một thức ăn một tuần, nhưng mà mình cho ăn đại như baby food phải, nhưng mà mình cũng như nó có hai cách. Một là mình nấu ở nhà, ví dụ như đầu tiên nấu cháo, sau tuần sau mình cháo với khoai tây, tuần sau cháo khoai tây cà rốt, tuần sau nữa cháo khoai tây cà rốt broccoli, mỗi tuần thêm thức ăn mới, và không có nêm nếm muối, đường hay bột ngọt hay gì đó. Cho khi lớn lớn chút xíu, có thể để chút xíu nước mắm, chút xíu thôi, không để nhiều. Còn nếu mà mình ăn mà cho nó tiện ở trong ngoài tiệm á, thì đầu tiên mình ăn cereal trước, rồi mình pha với sữa mà cháu đang bú đó, pha sệt sệt và để hâm ấm, đút cho em bé bằng cái muỗng cà phê nhỏ. Thì khi mà nó đang bú sữa, nó quen, nó nghe, nó thấy cái mùi sữa, nó hả miệng ra, thì trong đó nó có cereal. Sau đó mình đổi qua cereal, thí dụ như rice trước, rồi sau mình đổi qua ngũ cốc barley, sau rồi đổi lúa mạch, mỗi tuần đổi qua cereal khác, sau đó mình mới đổi qua như apple sauce, là những cái trái mà táo người xay nhuyễn, rồi banana, rồi tiếp theo. Nếu mà các em bé nào cũng ăn uống một cách mà dễ dàng, mà ngon lành như bác sĩ tôi diễn tả, thì chắc cha mẹ không bao giờ lo sợ đâu. Tuy nhiên có những gia đình sẽ tới gặp nói sau, nó không chịu ăn bác sĩ ơi, đút vô nó nhè ra, rồi nó quấy, nó la, nó hét. Vậy là những cái trường hợp gì lạ lùng, đồ ăn cũng ngon, sao mà đút vô nó lè ra, rồi nó không chịu ăn, rồi nó quậy lên, rồi nó la, nó khóc. Thì quý vị biết có những cái trường hợp em bé đâu phải đứa nào nó cũng dễ tính. Nhưng bởi vì bác sĩ Đô mới chỉ là khi mà từ nhỏ mình tập từ 4 tháng, mình tập một thức ăn mới, rồi giờ cách tập cho nó ăn. Ví dụ mình đút cho nó, lúc ban đầu thì khi mới ăn đó, thì em bé nó chưa biết ăn, nó nhè ra, thì mình phải ấn cho chút xíu. Nhưng mà mình phải làm cho cái bữa ăn đó không có phải là một cái sự hành hạ, rồi đánh đập, rồi la, rồi cả tiếng đồng hồ mới ăn. Mình làm vậy thét em bé nó vô trong cái thói quen là mỗi lần nó ăn là nó sẽ khóc hay la. Nhưng mà có những trường hợp em bé nó không muốn ăn, thì quý vị phải biết tại vì nó no, hay là nó trong người không được khỏe, nó không muốn ăn và không ép. Chỉ khi mà mình với lại em bé mà khi nó ăn á, mình không phải là theo đúng cái quy luật của mình là phải ăn ngồi cho sạch sẽ, rồi đút, rồi để cái bếp, rồi để cái đồ xay, cái áo xay lên, rồi là ăn bắt hạ miệng ăn lẹ, làm theo cái đúng luật của cha mẹ không có đúng. Con nít nhỏ nó khác, quý vị phải để cho nó relax, nó ngồi. Và đôi khi nó ăn tay chân nó dơ, nó bốc rồi nó chét cùng mặt hết, rồi nó chay, rồi nó, nhưng mà nó bóc nó ăn, thì cái đó quý vị mừng là những đứa nhỏ đó, tuy rằng cha mẹ sẽ cực là mình phải chùi dọn sao, nhưng mà cái bé đó là cái những đứa nó cho mình biết về sau, nó là những đứa nó gọi là tự lập, independent, nó sẽ tốt lắm, nó tập. Và mình tùy theo cái tuổi nó, quý vị phải để những thức ăn, như nó bắt đầu nó có răng thì có những cái thức ăn mà nó mềm nhưng mà có thể nó bóc, ví dụ như mấy cái crackers, cookies của mấy cháu lớn, hoặc cereal mềm để cho nó bóc nó ăn. Thường con nít nhỏ đó nó thích cái thí dụ như quý vị thấy nó ăn được như là mashed potato, thì quý vị biết nó thích cái gì mà nó hơi tán vậy, thì quý vị làm những thức ăn khác cũng vậy, thay vì đưa cái gì mà nó cứng trước rồi nó không chịu ăn, nên mình từ từ mình chuyển qua những cái gì mới cho nó, chứ đừng có đổi qua một cái rụt, nó khó ăn hơn. Cái điều quan trọng là cha mẹ phải chịu khó kiên nhẫn đó, cũng giống như là mình tập cho một đạp xe đạp cũng vậy, một hai lần đầu té rồi chảy máu, lỗ đầu, bể đầu, lung tung thứ, nhưng mà khi theo từ từ rồi mình cũng đạp xe đạp được. Thì cái thức ăn cũng vậy, nhất là các ở dưới phụ huynh mà trẻ khi có con đầu lòng,
cái vấn đề là kiên nhẫn như bác sĩ Trung nói là rất là quan trọng, nhưng mà theo đúng cái thứ tự như vậy, chứ không thể nào mà làm tắt. Tôi muốn cho con tôi nó lớn thiệt là lớn, cho nó to mạnh, mà mới có 4 tháng sao to mạnh được. Cho nên những trường hợp đó là phải chậm rãi và theo thời gian thì em bé cái sự dinh dưỡng nó mới đầy đủ và nó cái tăng trưởng nó mới đúng giống theo như là chúng ta mong muốn. Rồi có những em bé đó thì lúc nhỏ mà từ 3 tuần cho đến 3 tháng nó khóc liên tục, nó không có ăn uống, nó khóc thật là ọc. Đó là những cái problem, nó gọi là cái colic, cái đau bụng của em bé. Cái đó thì quý vị cứ nói thích là mình phải cho những cái sữa ấm, rồi mình phải ru nó, mình phải ngồi trên những chiếc xe mà lăn lăn cho nó. Cái đó có những cái lần bác sĩ Xuân Tô có đề cập với quý vị. Và lúc đó quý vị nếu mà em bé nó khóc nhiều quá thì quý vị cũng phải đem đi khám bác sĩ gì gia đình, bác sĩ nhi khoa coi em bé có bị cái gì khác không. Chứ bị colic đôi khi cũng phải uống những cái sữa đặc biệt, nó cho nó dễ tiêu, và uống sữa ấm, có những cái bình đặc biệt để cho nó không có hút cái hơi vô, tại nó khóc nó lại uống cái hơi, nó ăn cái hơi vô cái bụng nó sình lên, nó khó chịu hơn. Đó là những cái trường hợp mà của em bé nó có thể nó làm cho nó. Một vấn đề khác mà cũng thông thường là cha mẹ để ý ăn xong cái nó đi cầu liền mà tiêu chảy nữa, lỏng le như vậy, thì những trường hợp đó có phải là vì ngộ độc hay sao không? Không, hay là ăn không, thức ăn nó không hạp không. Đôi lúc nhiều khi ở người lớn chúng ta nhiều khi uống sữa vô nó không hạp, cái nó quậy cái nó bắt đi cầu liền có. Thì em bé có những trường hợp có những trường hợp em bé nó ăn nó không hợp với cái thức ăn đó, nó có thể nó ói hoặc nó tiêu chảy hoặc là nó nổi cái gì, nó nổi rash trên người thì những trường hợp đó thì phải làm sao, phải thì phải truy cứ, phải đi nghiên cứu hay là điều tra xem cái thức ăn đó, gì làm cho đó. Em bé bị những trường hợp thành đó ra mình phải, thì đó mình phải hỏi bác sĩ, phải hỏi, phải điều tra ra thức ăn đó là thức ăn gì. Đúng vậy. Thì cảm ơn bác sĩ Xuân Tô rất là nhiều với những cái mà giúp ý kiến để giúp cho các phụ huynh khi mà cho con em mình ăn á, trong những cái năm đầu tiên thì phải chịu khó và phải lựa chọn những thức ăn cho thật là kỹ càng để làm sao giúp cho con em mình. Thứ nhất là nó thấy khoái khẩu ăn, nó ngon nó mới ăn, mình người lớn mình ngon mình cũng mới ăn được. Và thứ hai nữa là giúp cho em bé nó tăng trưởng được điều hòa. Xin hẹn lại quý vị trong kỳ phát hình lần sau. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Xuân Tô. Xin chào quý vị khán giả, xin chúc quý vị một đêm ăn lành. Chào bác sĩ Trường Sinh.